chốt lần lên đánh cái đứa nha, bán quần nó chừng 5-7 ngày cho nó tắm hết luôn, đứa nào khó phải hỗ trợ mình đánh mới được, thì mình mời tắm cái đứa hiền trước. Thằng nào gãi gãi là lôi đầu tắm hết rồi tử. Thằng nào gãi gãi là lôi tắm hết. Bóp tội nghiệp đó, tắm hết rồi bóp đi. Bún gồ, cô cái này. Cô. Bún gồ đâu? Cô mở chuột, cô mở chuột. Để em đưa cái đầu chảy lông, em tắm cái em lấy đầu em chảy nó, mấy cái lông cục nó văng hết à. Con nào ấy để cạo lông sao? Coi bên lớn bên nhỏ nào đó còn sót lại 1-2 con gì đó chạy qua chạy lại gì hay sao đó bắt dứt điểm luôn, trả về vị trí hết, nhỏ rồi nhỏ lớn rồi lớn luôn, cho nó xong phần nào ra phần đó luôn. Rồi để vô lấy cái đồ chảy lông cho chảy.